Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người lại với channel mình. Và mình là Vietnam Yêu Yêu rồi. Trước khi bắt đầu vào video, các bạn nhấn like, share và subscribe cho mình nha. Đừng lên sớm mà chết. Mày anh cái tàu la video. Được rồi. Trời ơi, may quá. Đâu rồi? Uầy. Trời. Hết máu nữa. Ô dê, một đợt máu làm ăn được gì đây? Trời đất ơi, cho biết mọi người nha, bởi vì bố mẹ mình hay nói này. Đợi mình một tí nhanh nha. Tiếp tục nhanh nha. Bấm một phát vào bố. Ông bà cố này. Đợi phụ mấy. Ai nhỉ? Giờ mới để ý thấy là tôi lên mộ sao rồi nha anh em. Cũng khổ lắm tôi mới lên được mộ sao đấy. Bà thì... Nãy giờ mới giết được mộ kiều. Đời đây như chó. Kéo lửa. Lên nóc nhà này bắt con gà. Bây giờ lên nào. Ấy. Mày. Nani. Hơi hư cấu tí. Trời ơi. À, giờ mới nhớ ra là em mình mới tạo ra một kênh mới tên là Imon Chan. Bởi vì cái kênh của em mình đá hay sao ấy, đấy. Nên tự nhiên nó bị lỗi. Không thể nói nữa. Nhưng bây giờ em mình đã tạo thêm một cái kênh nữa nha anh em. Tạo một cái kênh. Thôi nha anh em. Đừng cộng thêm cho tôi thành hai cái kênh nha anh em. Mấy ông này luôn. Kéo hiểu sao. Tôi cảm thấy tôi cay. Tụi tôi quá. Đều chắc luôn ba. Đủ mớ lên vậy mà không chơi được ai chơi. Vậy ơi.
Trời ơi, đây này. Tôi bắt đầu tôi chơi quen cả R4K1 rồi đấy. Tiếp. Và nữa anh em. Yo. Đến thôi anh em. Mày quá. OQ hay quá, OQ. Không nên thanh niên này giống vô lý idol thế ba. Giống vãi. Mày hả bữa ấy. Adu. Tiếp anh em. Tuyệt chí. What? Tuyệt chí bắn. Mày hả? À đùm. Bắn đầu vãi. Doraemon một nhân vật tuổi thơ ba. Tự nhiên đặt tên Doraemon vậy ba. Nghe nó xàm xàm. Mày vitamin cua. Ê vậy. Mày vậy. Adu. Ôi mẹ. Hết rồi. Đi vậy. Chuyện gì vừa xảy ra đây rồi, tôi là ai? Mày. Mày ốc sên này. Ôi tôi hơi tức với thanh niên đô ra cái máy rồi đấy. Where are you now? Là Doraemon này. Mày Doraemon.
Doraemon. Hơi bị tức với thằng này. Thằng này bắn cho sấp mặt luôn. Ui, anh nuôi thêm một đẹp dài. Không thích lại thầy chóa. Chết luôn. Chứ thật ra nó thích lại thầy chóa đấy anh em. Hơi bị chết nhiều với cái thằng Doraemon. Tôi ghét thằng này. Polyp, đừng bắn tôi sấp mặt nữa được không? Bắn đã ngu rồi mà còn đợi. Mấy ván này tôi. Rồi, thôi video đến đây kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký cho mình nha. Bye bye.